sinh lý yếu, tinh trùng loãng dẫn đến khó có con. Đó là chứng bệnh đang diễn ra ngày càng phổ biến ở nam giới trong xã hội hiện đại. Đây là anh Đỗ Văn Nam, người cũng từng chạy chữa tứ phương và tưởng như mình không thể có được niềm hạnh phúc làm bố. Nhưng may mắn đã mỉm cười khi sau 4 tháng sử dụng tinh hào biển OB, vợ chồng anh Nam đã có tin vui và hiện giờ đang chờ đón bé trai đầu lòng. Hy vọng với sự hỗ trợ của tinh hào biển OB, tiếng cười trẻ thơ sẽ đến được với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khác nữa. Alo em ạ. Ừ, anh đang ở trên văn phòng đấy. Em qua đi nhé. Anh Nam ơi, sau 1 năm sử dụng tinh hào biển OB thì sức khỏe hiện tại của anh như thế nào rồi? Dạ vâng, cảm ơn bạn. Thì sức khỏe của mình giờ rất tốt rồi, kể cả trong cuộc sống hàng ngày cũng như chuyện vợ chồng nữa. Thì hiện tại là điều làm hạnh phúc nhất của cho mình là vợ chồng mình sắp có con. Vợ chồng anh đã mong đứa con này bao nhiêu lâu rồi? Thực ra là phải đến 5 năm rồi bạn ạ. Vợ chồng mình cũng đi chữa đông tây y rất nhiều nhưng không có kết quả gì tốt. Thế sau khi sử dụng tinh hào biển OB bao nhiêu lâu thì vợ anh có bầu ạ? Khoảng tầm 4 tháng thì vợ mình có bầu. Đến hiện tại là vợ mình mang bầu được 6 tháng rồi bạn ạ. Sau khi vợ anh có bầu rồi thì anh có tiếp tục sử dụng tinh hào biển OB nữa không? Ồ, có chứ. Sản phẩm này có nguồn gốc từ thiên nhiên và rất tốt cho sức khỏe. Không có tác dụng gì hại đến cơ thể mình thì mình vẫn dùng thôi. Thì hiện tại mình vẫn đang sử dụng sản phẩm này mà. Hiện tại là anh đã sử dụng sản phẩm được bao nhiêu lâu rồi? Là khách hàng thân thiết của tinh hào biển bao nhiêu lâu? Mình đã dùng được sản phẩm này hơn 1 năm rồi đấy. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình sẽ có nhiều sức khỏe và niềm vui ạ.